kính chào quý khán giả và quý bà con. Rất vui được đồng hành cùng quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Hôm nay ngày 20 tháng 5 năm 2019, 365 ngày chuyển động sẽ tiếp tục đem đến cho quý bà con những thông tin hữu ích và thiết thực liên quan đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, những mô hình hay trong sản xuất nông nghiệp. Sau đây là phần điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong số ngày hôm nay. Nhiều công nghệ sản xuất mới được áp dụng giúp nông dân ổn định năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Vào mùa khai thác cua đá, đặc sản của đảo Cù Lao Chàm. Chuyện cây mía hết đất sống ở nhiều vùng đồng đất miền Tây. Chuyện nhà nông, nâng cao giá trị nông sản trong thời kỳ rớt giá, giúp nông dân có thu nhập khá, ổn định sản xuất. Thưa quý vị và bà con, chương trình xin được bắt đầu với những thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được ghi nhận từ Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, tỉnh Lâm Đồng đã quy hoạch và công nhận 19 vùng trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, hai làng hoa Thái Phiên, phường 12 và Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt đã được công nhận là vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với quy mô 300 hecta, chuyên canh tác các loại hoa như cúc, lily, cẩm chướng, đồng tiền. Công nghệ được áp dụng ở những khu vực nói trên là ứng dụng công nghệ giống mới, công nghệ sinh học, công nghệ ghép, công nghệ sản xuất không dùng đất, công nghệ phân loại, bảo quản sản phẩm, canh tác trong nhà kính và nhà lưới, sử dụng màng phủ nông nghiệp, tưới tự động, thủy canh. Việc sử dụng những công nghệ nói trên đã giúp nông dân ổn định năng suất, nâng cao chất lượng, thuận tiện xây dựng các hình thức liên kết sản xuất và bao tiêu nông sản. Hiện tỉnh Lâm Đồng có gần 70 chuỗi an toàn thực phẩm đã được chứng nhận, với gần 1.200 nông hộ liên kết và 3 chuỗi sản xuất hoa với trên 800 nông hộ liên kết. Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2020 trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lâm Đồng đã đặt ra mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Theo đó, những sản phẩm có nguồn gốc từ địa phương, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, nguồn gốc gen, tri thức và công nghệ ở Lâm Đồng sẽ được ưu tiên hỗ trợ. Đã có hàng chục sản phẩm đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, trong đó có những sản phẩm đã được người tiêu dùng biết đến như trà, cao atiso, hồng sấy, sầu riêng, quả điều. Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng sẽ dành trên 13 tỷ đồng để thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn năm 2018-2020. Trong đó, vốn ngân sách hỗ trợ là 7,9 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của các đơn vị tham gia chương trình. Thưa quý bà con, cua đá Cù Lao Chàm là một món ăn ngon mà nhất định phải nếm thử khi du lịch Cù Lao Chàm. Và để bảo vệ giống cua quý này, những năm qua, sáng kiến bảo tồn và khai thác bền vững cua đá Cù Lao Chàm đang được người dân thực hiện có trách nhiệm đối với tài nguyên thiên nhiên của cộng đồng Cù Lao Chàm. Bắt đầu từ tháng 3 hàng năm, các thành viên hợp tác xã cua đá được phép khai thác cua đến hết tháng 7. Bước qua tháng 8 là mùa sinh sản của cua nên hoạt động khai thác, săn bắt tuyệt đối cấm. Hiện nay, cư dân trên đảo không được vào rừng bắt cua đá. Chỉ có 38 thành viên của hợp tác xã cua đá Cù Lao Chàm đảm trách hoạt động khai thác cua theo kích cỡ quy định dán nhãn và cung cấp cua đúng tiêu chuẩn. Lúc trước mình chưa thành lập cái tổ hay là cái hợp tác xã của đó thì mình gặp con cua nào bắt cua đó, nhưng bây giờ từ khi thành lập thì anh em cũng thấy cua nhỏ thì cũng để là cái bảo tồn cho nó giống sau này, chứ bác thấy thì nó cũng không được. Hợp tác xã cua đá Cù Lao Chàm hiện tại tự quản lý khai thác theo công cụ dán nhãn sinh thái. Cua đá được khai thác đúng quy định sẽ được dán nhãn và tiêu thụ hợp pháp trên thị trường. Cua đá săn bắt trái phép, không đúng kích cỡ sẽ bị thu hồi và trả về khu vực Hòn Dài để tái tạo cua đá. Xin được tiếp tục chương trình hôm nay với một câu chuyện đáng chú ý khác, câu chuyện của những người khai thác cá ngừ đại dương. Thưa quý bà con, giá dầu tăng thêm 1.200 đồng một lít, trong khi đó giá cá ngừ đại dương tại Phú Yên lại giảm rất mạnh, đã khiến ngư dân lao đao. Sau 3 chuyến biển đầu mùa có thu nhập khá, chưa kịp mừng thì từ chuyến biển thứ tư, nhiều ngư dân câu cá ngừ thua lỗ nặng. Nếu như so với những chuyến biển trước thì sản lượng đánh bắt lần này rất thấp, mỗi tàu chỉ thu về từ 500kg đến hơn 1 tấn cá ngừ. Đã vậy, giá cá lúc này lại hạ, chỉ còn 100.000 đến 110.000 đồng một ký, giảm đến 20.000 đồng một ký so với cách nay một tháng. Cộng với đó, giá dầu lại tăng 1.200 đồng một lít. Tác động kép này đã kéo theo thu nhập ngư dân giảm mạnh. Theo thống kê, hiện có khoảng 60% tàu cá hòa hoặc lỗ vốn, 40% tàu còn lại có lãi nhưng lãi rất thấp.
mỗi bạn thuyền sau một chuyến biển chỉ được chia tầm từ 1 đến 2 triệu đồng. Dân buôn là ít cho bà con, tại tháng này tháng mùa đi làm được. Nên mấy chị cứ nghĩ rằng là một chiếc túng bánh nhưng mà 10 chiếc không đó, đầu chị nghĩ rằng cái chiếc vô trước túng bánh đó, đầu chị đè lại cái chiếc sau. Đó, chứ còn thật chất đây là ké không rồi nắm. Cùng một lúc ngư dân khai thác cá ngừ chịu 3 tác động xấu, chi phí nhiên liệu tăng, sản lượng giảm và giá cá giảm đã dẫn đến thua lỗ. Được biết là với tình hình như hiện nay, sau khi hết hạn mức tàu cá được hưởng chế độ hỗ trợ xăng dầu theo Nghị định 48 của Chính phủ là 4 chuyến biển một năm, nhiều khả năng các chủ tàu câu cá ngừ Phú Yên chấp nhận gác neo vì thua lỗ. Liên tục chương trình, chuyện cây mía hết đất sống ở nhiều vùng đồng đất miền Tây. Chuyên mục con số hôm nay, giá điều xuất khẩu tháng 4 giảm tới hơn 20% so với năm ngoái. Chuyên mục chuyện nhà nông, nâng cao giá trị nông sản trong thời kỳ rớt giá, giúp nông dân có thu nhập khá, ổn định sản xuất. Chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay xin chia sẻ với quý bà con những thông tin phản ánh đáng chú ý liên quan đến tình hình chăn nuôi sản xuất của bà con nông dân nhiều địa phương trên cả nước. Hai câu chuyện tiếp sau đây sẽ là những trăn trở của người nông dân với cây mía tại tỉnh Trà Vinh và Cà Mau. Thưa quý bà con, do nhiều vụ sản xuất gần đây liên tục bị thua lỗ, nên niên vụ mía 2019-2020, hàng trăm hộ trồng mía ở vùng mía nguyên liệu Trà Cú, tỉnh Trà Vinh không tái vụ. Những năm trước, vùng mía nguyên liệu Trà Cú luôn sản xuất ổn định với diện tích hơn 4.000 hecta, chiếm khoảng 80% diện tích toàn tỉnh Trà Vinh. Nhưng niên vụ mía 2018-2019, nông dân xuống giống hơn 3.500 hecta, giảm khoảng 600 hecta. Dự kiến niên vụ 2019-2020, diện tích này tiếp tục giảm khoảng 800 hecta. Hàng trăm hộ trồng mía ở địa phương không tái vụ. Hiện địa phương đang tích cực vận động nông dân chuyển đổi sang các loại cây trồng khác hoặc đào ao nuôi thủy sản, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Năm 2019 này, huyện có kế hoạch chuyển đổi khoảng 500 hecta trồng mía kém hiệu quả sang trồng lúa, rau màu, trồng cỏ và nuôi thủy sản. Cái nơi nào có đủ điều kiện thì chúng tôi là dùng nguyên liệu mà có thể là không thể thay đổi cái khác được thì chúng tôi giữ nguyên cái đó, được chuyển đổi qua cái hướng là vận động bà con vào hợp tác xã để sản xuất theo cái chuỗi giá trị, đó, đưa cái công nghệ, đưa cơ giới hóa vào để giảm giá thành. Năm nay là năm thứ ba liên tiếp, người trồng mía ở Trà Vinh bị thua lỗ do giá bán. Bình quân mỗi hecta mía, người trồng lỗ khoảng 40 triệu đồng. Cũng trong tình cảnh như tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, từng giữ vai trò là một loại cây trồng chủ lực ở đồng đất Thới Bình, cây mía được tỉnh Cà Mau quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển sản xuất. Nhưng giờ đây, người trồng mía ở vùng Thới Bình nói riêng và người trồng mía vùng ngọt hóa Bắc Cà Mau nói chung không mặn mà với cây mía. Thậm chí đa phần người trồng mía hiện nay đã bỏ mía để nuôi trồng cây con khác. Trở lại huyện Thới Bình, trong những ngày này, khó có thể nhận ra thủ phủ của cây mía ngày nào bởi đã được thay thế bởi những vuông tôm, ao cá hay những cánh đồng rẫy hoa màu. Hơn 10 năm về trước, cây mía đã giúp không ít hộ nghèo ở Cà Mau trở thành hộ đủ ăn rồi vươn lên khấm khá. Nhưng trước những bất trắc về giá cả, rủi ro, thu nhập của người trồng mía dần thấp đi, dẫn tới diện tích cũng dần thu hẹp. Chứ tôi giờ tôi cũng khá ăn ít đó, giờ tôi cũng còn là 5 công mía đó, nhưng mà giờ tôi cũng chưa dám phá nữa. Mía từng là loại cây trồng được Cà Mau quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung, cho nên có lúc diện tích trồng mía ở tỉnh đạt hơn 7.000 hecta, trong đó huyện Thới Bình hơn 5.000 hecta. Thế nhưng hiện riêng tại Thới Bình, diện tích trồng mía chỉ còn khoảng 200 hecta. Thực tế, trong suốt những năm qua, mía nguyên liệu thường xuyên rớt giá, nhà máy đường đặt tại các địa phương đóng cửa, không có đầu ra, không có người thu hoạch là những nguyên nhân chủ yếu khiến mía nhường chỗ cho các loại cây trồng vật nuôi khác. Thưa quý vị, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, trước bất lợi về giá cả, sản xuất bấp bênh, cho nên trong đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh, giai đoạn năm 2015-2020, cây mía không còn được đưa vào quy hoạch. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. Giá điều xuất khẩu tháng 4 năm 2019 của nước ta chỉ đạt mức 7.601 USD một tấn. Mức giá này thấp hơn tới 21,2% so với tháng 8 năm 2018. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 4 đạt gần 35.700 tấn, trị giá 271,18 triệu USD, tăng 11,6% về lượng và tăng 8,4% về trị giá so với tháng 3. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019,
xuất khẩu hạt điều đạt 115.100 tấn, trị giá 910,5 triệu USD, tăng 8,4% về lượng nhưng giảm 14,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 4, giá điều xuất khẩu bình quân đạt mức 7.601 USD một tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2016, giảm 2,9% so với tháng 3. Nếu so với tháng 4 năm 2018, mức giá này thấp hơn tới 21,2%. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, giá điều xuất khẩu bình quân đạt mức 7.910 USD một tấn, giảm mạnh 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục xuất nhập khẩu dự báo phải sang quý 3, giá hạt điều toàn cầu mới có khả năng phục hồi bởi nguồn cung giảm. Quý 3 thường là thời điểm nguồn cung hạt điều ở mức thấp nhất trong năm, trong khi nhu cầu hạt điều tăng mạnh vào thời điểm cuối năm. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông. Quý vị và quý bà con thân mến, trong thời gian gần đây, giá của cả hai loại cây trồng chủ lực của Lâm Đồng là tiêu và cà phê đều xuống thấp ở mức kỷ lục. Điều này đã gây khó khăn trong đời sống sản xuất của người dân. Tuy nhiên, vẫn là những loại cây trồng đó, cùng thời điểm này, nhiều nông hộ vẫn thu được lợi nhuận. Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời qua phóng sự sau đây. Có lẽ chưa bao giờ giá hồ tiêu lại thấp như thời điểm hiện nay, với chỉ khoảng 40.000 đồng một ký. So với thời kỳ hoàng kim cách đây vài năm, thì trồng hồ tiêu chỉ còn 1/4 thu nhập. Nhiều nông hộ không muốn đầu tư chăm sóc, thậm chí tiêu chính cũng không thu hoạch, do giá bán tiêu không đủ chi phí nhân công thu hái. Tuy nhiên, với gia đình bà Trần Thị Tuyết Lan, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng lại khác. Do được đầu tư chăm sóc hiệu quả, nhất là chú trọng sản xuất theo hướng sạch, không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, trên vườn tiêu rộng 3 hecta cho thu hoạch 12 tấn này đã đem lại cho bà Lan nguồn thu nhập khá, và bà cũng đang tích cực thu hái, phơi khô để nhờ thương lái thu mua. Trái nó cũng nhiều nên ngành thu năng suất nó cao. Còn những cái vườn khác coi như họ kiểu họ bỏ, họ không có chăm thì coi như là thu thì tất nhiên là không đủ công hái rồi. Còn nói chung nếu mà vườn mình chăm như thế này thì nó vẫn hơn cà phê, vẫn lợi nhuận hơn cà phê. Cùng với tiêu thì cà phê cũng đang đứng trước thách thức về giá cả. Nhiều diện tích cà phê đã được thay thế dần bởi các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Nhưng với những diện tích hoặc những hộ gia đình không đủ điều kiện để chuyển đổi cây trồng, thì việc đầu tư thâm canh nhằm tăng năng suất, chất lượng cà phê là giải pháp để nông dân gia tăng lợi nhuận trong thời kỳ giá cả xuống thấp. Bên cạnh đó, nhiều nông hộ đã hướng tới sản xuất cà phê sạch, chất lượng cao, thu hoạch chọn lọc, đã nâng cao giá trị cà phê địa phương. Xưa kia làm theo cái cách truyền thống của những người lớn tuổi đi trước á, thì có thể nói là hồi đó họ làm xu bùa, họ không kiểm soát được cái chất lượng đầu vô cũng như là trong cái khâu sản xuất. Ở bữa nay là mình biết là cái chất lượng cà phê này lên là do mình làm được, mình kiểm soát được cái chất lượng của mình. Và cũng có những bạn họ đã nhìn nhận cái cách làm của nông dân và họ đã cũng có một sự đánh giá rất là khả quan. Với cái cà phê xô thì nó chỉ có 6.500 thôi. Mà khi mà mình mua cà phê sạch này á, thì tôi đứng ra tôi mua là 10.000, giá thành là 10.000 cà phê chín đỏ. Là để làm gì? Cái đầu tiên là tôi vận động bà con là thu hái đúng theo cái quy trình sản xuất và theo cái chất lượng của người nông dân mình. Là cái thứ hai phải tập hái, không hái cà phê xanh, để giữ được cái chất lượng của cà phê và giữ được cái thương hiệu cà phê Cầu Đất xuống trường. Sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt về giá cả thị trường đòi hỏi người sản xuất không chỉ chú trọng về số lượng và sản lượng, thay vào đó là chất lượng sản phẩm theo hướng an toàn, đồng thời sơ chế, chế biến nông sản một cách đa dạng, phong phú theo nhu cầu thị trường là hướng đi mang tính sống còn để nông dân khẳng định giá trị nông sản của mình. Có như vậy, nông sản mới vượt qua thời kỳ khó khăn về giá để phát triển bền vững, tránh tình trạng chặt rồi trồng, trồng rồi lại chặt. Quý vị và quý bà con thân mến, những nội dung thú vị của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02-633-829-930. Còn bây giờ thì Khánh Tường và Ánh Nguyệt xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.